Không vậy. Mới mua được ổ nó mối. Mới mua. Nó mối mình phải mua hiểu không? Mua từng ổ. Xong rồi mình quay phim mới được. Vớ bị nhồi mối vớ. Hả? Đi lại cái bọc kia lên lại ý là nhồi nhẹ cái nó bị dơ làm tí nó về làm mệt. Trời ơi ổ mối này chắc phải 20 kg. Sợ. Chỉ bắp 15 năm từ lúc lấy chồng đến giờ. Anh em nè. Nè, anh em thấy cái ổ mối không? Khi nào có cái chỗ mà có cái ổ mối này nè. Thấy ổ mối không? Để ý mấy cái chỗ mà có ổ mối á. Hôm nay chưa có thì ngày mai có nha. Ui, dưới này có nhiều lắm này chứ. Thì đúng không? Mà đúng ổ mối nè. Đúng ổ mối luôn. Nè, ổ mối nè. Thấy ổ mối không? Trời, trời ơi. Hay chứ sao không hay em? Đi cái lô nào á, đi cái lô nào mà không phải của nhà nước á, tư nhân á. Chứ đi lô nhà nước thì nó tìm hết sạch rồi. Sẵn ở nhà có gà sẵn rồi chứ. Cho em 5 cây farm mì. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Đó 29 cái, anh Quyền đặt 5 cái là còn 24. Em đặt 5 cái là còn 24 nha Quyền. Còn ai đặt nữa không? Để mình cho mình không có lấy tiền đâu. Ai khó khăn thì lấy một cái. Ai khó khăn thì lấy một. Ui, này cả cái ô mội lên luôn. Xin chào 18 người đang xem nha. Cái này mà chị Trang với anh Thạch chắc đang ngủ trưa cha rồi. Anh Thạch với chị Trang ngủ trưa rồi. Trang nó gấp cha rồi đi đâu kia. Phòng 2 cây là 29 mà trừ cho 2 là còn à, trừ cho 5. Xong trừ cho 2 nữa là còn 22 cây. Em đi tìm nấm mối buổi tối ấy, chị Vương là toàn là sầu riêng không à. Còn bây giờ mình cố gắng đi ban ngày đi. Hả? Gabi đi đâu nữa? Gabi hả? Gabi đi bộ mà đi. Bao năm nha bà con. Mười mấy năm, 20 năm rồi giờ mới thấy là cổ nấm mối á. Cái này là thằng Hùng để lại cho để mà nhổ đây. Không ơi, ghé tí nữa ghé bách hoa xanh anh đưa nấm mối vô nha. Nha anh em, nè. Nấm mối đi chung với ổ mối nè. Kiếm mấy cái vườn cao su nào mà da cao su non đi. Đòa luôn, hai vợ chồng đi được 15 phút rồi, giờ mới gặp đây. Thơm không? Thơm. Trời ơi, chị Trang ơi. Dạy tiếng Thanh anh là YouTuber nha, anh quay phim rồi thôi nha, anh không đánh nha Nguyên. Chị Trang ơi. Chị Trang. Chị Trang ơi. Em mới mua được ổ nấm mối nè. Mua được một ổ. Mua của cái thằng cu đi chiếc xe đây nè. Ui ui. Được chừng này à, được tầm cộng luôn cả đất nữa là được 2 kg. 1 kg 7 đất, ba làng nấm. Tần mưa rồi à, nắng lên rồi bắt đầu là bây giờ nấm nó sẽ nứt đất chui lên nha anh em. Anh em đi anh em nhân viên văn phòng cứ đi tìm nấm mối nha. Chứ bây giờ mình đi trong lô mình thấy nhân viên văn phòng đi tìm nấm mối không à. Anh đang lấy ở ngay Tân Tiến em ơi. Một ký bảy đất ba làng nấm, đúng rồi. Thôi mọi người nghỉ trưa đi nha, để tí nữa mình làm sạch rồi mình ship cho một người ba nấm. 3 x 18 bằng nhiều quá.
nắm vậy vô không ai bẻ trời. Nổ hũ. Búp nè. Búp nè. Búp nè. Búp nè. Búp chú, búp chú. Hôm nay tôi nhổ tôi quay trên đọt cây cho mọi người coi luôn nha mọi người. Mới lú, mới lú. Nay tôi quay trên đọt cây mọi người mới lú. Này mới lú thiệt rồi mọi người ơi. Ôi. Em vui vui đó. Để cây sẵn chứ không? Tôi quay cho lô cho mọi người coi cho mọi người. Mới lú. Ủa mập ghê, nó mối đâu mà ủa mập. Ôi. Hôm nay tôi nhỏ tôi quay đọt cây chứ phải tôi quay mới lú vậy mọi người. Ừ. Lú 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 nhiều vậy. Sụi ra đã. Ôi mập, nó mối mập lù rồi mọi người ơi. Nó mùi mập kìa. Ê cây á, vậy nó nằm sát không à. Ôi, nằm chết tôi rồi. Lấy cây á, em sụi mới được. Nó mối này mập thiệt. Được không mọi người? Chết gà, chết gà, chết gà. Đi đâu vậy? Nhổ đi nè, nhổ đi. Không nhổ trời. Mới lú nè mọi người. Ừ, mới lú mập 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 mập. Mập mập không à. 80 chạy đi anh em ơi, 80. Cây nhỏ vậy. Gà chết rồi, nhú nhú dưới đây không à. Nhú nhiều lắm. Bù lù quá ta. Nổ hổ. Sáng ghê vậy. Bù lù mập vậy. Chạy lên đây rồi. Chạy nhìn khác biết liền nha. Chơi nhìn phát biết liền nha. Chạy còn kịp nha. Anh em khỏi hỏi địa điểm. Vô nắm chứ qua đi bắt gấp nha mấy anh em. Đây, đồ chơi của mình đây. Lẩu. Xuống nha. Giỏi này đi vào à. Chạy còn kịp nha anh em. Lấm 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 lấm. Đi lẹ đi lẹ đi lẹ đi lẹ. Ui giời, nấm này thì ăn bao giờ hết. Ai ăn không cho ăn ké này. Đấy. Nấm nấm mới nhỏ luôn. Nấm thế này. Hàng dù bao đẹp. Dù. Ê. Ai ăn không nhỉ? Hàng nở mà đẹp lắm tươi luôn. Dù này. Hàng nở. Chỉ có hàng dù thôi. Hàng nở nhưng mà làm sạch luôn. Với lại hàng nở đây. Hàng cái này đi, búp à. Búp ta. Búp này nở này. Không, gói kỹ là không nở. Gói kỹ bao nở. Gói kỹ bỏ làm bao nở. Mọi người ai ăn nó liên hệ em nha. Mày giờ gói giấy bao kỹ hay là không hả? Đẹp. Chị gói hai ba bọc, chị gói không có xì hơi á. Gói báo xong rồi gói hai ba bọc thế. Không xì hơi và nó bình thường. Chị gói đi hoài đi. Chị gói tới nửa đêm luôn. Mới
của người ta em ơi. Nhiều lắm, bao nhiêu giờ có nhà sản xuất nấm mà trồng lắm. Nhà trồng trên rẫy mà. Nấm này, nhìn nấm thế này đủ loại luôn, thích ăn loại nào là có loại đấy luôn. Hàng vô búp này, hàng búp nè. Đây bà chủ bán nấm đây, bao đẹp, bao xịn sò, bao hàng đẹp luôn. Chị Dung đã nhìn thấy nấm nhiều thế này chưa? Đây. Thấy chưa? 40 cân. Nè con Trang, con Thảo, con Trang nãy vô ngồi chờ kêu nó về đi. Đây, thấy chưa? Nấm của cái này chất lượng. Không, hồi gói lấy tao thôi. Nhỏ ăn lớn thì quay trực tiếp với được 16 người xem. Đây em chỉ quay mỗi hai cái bịch nấm này. Làm bao nhiêu ký, mấy chục ký để em với đường. Nhiều lắm bạn ơi. Nấm bên này thì thiếu gì? Nó này. Không. Hôm qua lấy cho mẹ này. Không, chị Hưng Nguyên nó không lớn. Hôm qua là ngày. Đinh. Hưng Nguyên không. Đó hết rồi hả? Chả lên sân không mua nữa. Qua đi anh. Rồi cái chua là ăn. Đủ đâu. Chả lên tâm mua 2 ký thôi. Với mua ký bịch 5 ký. Đây này, cứ nhìn vào hội trường. Việt Nam chị ơi. Giờ này ai sang bên cam. Lấy cái loại này hả? Vừa nhỏ về nó. Ở đây đi.